Xin chào các bạn, chúng ta cùng học tiếng Việt lớp 1 nhé. Bắt đầu học thôi nào. Bác sĩ. Bờ ác bác sát bác. Ca nhạc. Nhờ ác nhạc nặng nhạc. Lạc đà. Lờ ác lắc nặng lạc. Ác hoa và ác thường. Hay quá, bạn đã hoàn thành bài học này. Bạn hãy giúp các phi hành gia quay về trái đất. Ác. Ăn. Ác. 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 Thật bất ngờ, bạn đã tiến bộ rất nhiều.